trí tuệ của con tinh tinh này đã sắp vượt qua cả loài người. Các nhà khoa học đã tiêm cho nó loại thuốc thử biến đổi gen số 112 mà bọn họ đang nghiên cứu. Chỉ thấy con ngươi của nó chuyển sang màu xanh, xem ra nó đã bị biến đổi gen rồi. Nhân viên thí nghiệm đặt tên cho nó là Cobra. Mới có mấy tiếng đồng hồ, Cobra đã làm được cái mà con người không làm được. Trong một thời gian ngắn đã thành thạo trò chơi xếp tháp. Nhà khoa học Win Rodman ở bên cạnh vô cùng kinh ngạc, vui mừng chạy tới phòng làm việc của sếp để thông báo tin tức này, đề nghị lãnh đạo lập tức cho tiến hành thử nghiệm trên loài người. Lúc này, Cobra sau khi được tiêm thuốc, bỗng nhiên xuất hiện những biểu hiện bất thường. Nó điên cuồng làm loạn trong phòng thí nghiệm, không ai có thể khống chế được nó. Đồng nghiệp của Win là Franklin vội vàng nhấn nút cảnh báo. Trong phòng hội nghị, Win đang thuyết trình cho các cổ đông về sự thần kỳ của thuốc thử gen số 112. Một giây sau, Cobra đã điên cuồng phá vỡ cửa kính xông vào phòng họp. Nhân viên bảo vệ thấy vậy, lập tức lấy súng muốn bắn nó. Win muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Trải qua nguy hiểm vừa rồi, ông chủ của anh Steven Jacobs yêu cầu lập tức chấm dứt toàn bộ những thí nghiệm có liên quan đến thuốc biến đổi gen 112. Còn cho rằng tất cả tinh tinh trong phòng thí nghiệm đều đã bị nhiễm loại virus đáng sợ này. Ông ta yêu cầu lập tức tiêu hủy toàn bộ chúng. Lúc dọn dẹp hiện trường, Franklin và Win ở trong phòng thí nghiệm phát hiện ra một con tinh tinh con mới ra đời. Lúc này bọn họ mới hiểu ra nguyên nhân mà Cobra có hành động điên cuồng như vậy. Nó không muốn tấn công con người, mà chỉ là muốn bảo vệ con của mình. Win không nhẫn tâm, vì thế quyết định nuôi dưỡng con tinh tinh nhỏ này. Anh mang nó về nhà. Bố của Win mắc hội chứng đãng trí ở tuổi già, mà thuốc biến đổi gen 112 này chính là để nghiên cứu ra loại thuốc chữa căn bệnh này. Người bố sau khi nhìn thấy con tinh tinh thì vô cùng vui vẻ. Hai bố con quyết định xem nó như con của mình, đặt tên cho nó là Caesar. Ngày hôm sau ông bố cho nó uống sữa. Caesar lại thể hiện một trí tuệ vô cùng cao khiến người ta kinh ngạc, trực tiếp ôm bình sữa dụ uống. Hai người họ kinh ngạc nhìn nó, cảm thấy vô cùng khó tin, mà con ngươi của nó cũng có màu xanh như mắt của tinh tinh mẹ. Win nhìn thấy vậy, xác định rằng nó đã di truyền gen của mẹ nó. Do không trực tiếp chịu ảnh hưởng của thuốc thử 112, khiến não bộ của nó còn thông minh hơn cả tinh tinh mẹ. Thời gian dần trôi đi, trí tuệ của Caesar cũng ngày càng phát triển. Khi 18 tháng tuổi, nó có thể thành thạo dùng 24 chữ cái để đánh chữ. Đến lúc 2 tuổi, Caesar có thể hoàn thành trò chơi dành cho những đứa trẻ trên 8 tuổi. 3 tuổi, nó có thể tự vẽ, còn biết chơi cờ vua. Hôm nay, bệnh đáng trí của ông bố lại phát tác. Win không nhẫn tâm để bố chịu đau đớn, liền lấy trộm thuốc thử 112 ở công ty mang về nhà tiêm cho bố. Ngày hôm sau tình hình của ông bố cũng tốt lên. Không chỉ vậy, ngón tay của ông cũng vô cùng linh hoạt mà đánh đàn piano. Win vô cùng vui mừng. Đây là lần đầu tiên thuốc thử 112 được thử nghiệm trên con người. Hơn nữa còn đạt được thành công lớn. Lúc này, Caesar đang đứng ở bên cửa sổ, nhìn thấy những đứa trẻ đang chơi đùa bên ngoài. Nó trước giờ chưa từng ra khỏi cửa, nhìn thấy thế giới bên ngoài, không kìm chế được ham muốn bên trong cơ thể, vì thế liền lén lút trốn ra ngoài. Kết quả dọa cho đám trẻ con nhà hàng xóm sợ hãi. Hàng xóm cầm lấy gậy đánh bóng muốn đánh nó. Win kịp thời chạy tới ngăn cản anh ta lại, nhưng Caesar vẫn bị thương nhẹ. Thời gian trôi đi, Caesar cũng ngày càng hiếu kỳ về thế giới bên ngoài. Thế là Win dẫn theo Caesar đi đến khu rừng tùng bách tại công trình kỷ niệm quốc gia rừng Mew bên ngoài thành phố. Win mở vòng cổ đeo trên người Caesar ra. Con tinh tinh quỳ bằng một chân, đưa một tay ra hướng về phía Win xin phép bố. Sau khi nhận được sự đồng ý của Win, nó lập tức giống như được cởi bỏ xiềng xích, lao thẳng vào khu rừng. Nó leo lên một cái cây tùng bách lớn, sau đó bay nhảy từ cây này sang cây khác, vô cùng vui vẻ. Chớp mắt đã 5 năm trôi đi. Caesar đứng trên đỉnh một cái cây tùng bách lớn. Con tinh tinh nhỏ ngày trước đã trưởng thành rồi. Khuôn mặt nó trầm tư như những người trưởng thành. Vui vẻ thì ít mà trầm tư thì nhiều. Hôm nay, Win dẫn theo Caesar chuẩn bị đưa nó về nhà. Trên đường lại gặp một người phụ nữ dẫn theo một con chó. Con chó nhìn thấy Caesar, lập tức lộ ra ác ý. Caesar nhìn thấy vòng cổ trên người con chó, giống hệt như cái vòng trên cổ mình. Nó tức giận la hét về phía con chó, dọa cho con chó sợ hãi bỏ chạy. Win mở dây xích trên cổ Caesar ra, định để nó ngồi ở cốp xe, nhưng nó lại dứt khoát từ chối. Caesar kéo cửa sau xe ra rồi ngồi vào đó. Nó còn hỏi Win có phải là anh ấy cũng coi nó là thú cưng hay không. Win nói, không, con là con của bố. Nhưng Caesar biết nó và Win căn bản không chung một giống loài. Nó không thể nào là con của Win được. Thế là Win chỉ đành đưa nó đến trước tòa nhà của công ty, kể cho nó nghe về thân phận thực sự của nó. Lúc này, bệnh của bố Win lại phát tác. Ông không cẩn thận lái xe đâm hỏng xe của hàng xóm. Hàng xóm đi tới mắng chửi ông ấy, bộ dạng như muốn đánh ông. Lúc này, Caesar đang ngồi bên cửa sổ tầng 2 nhìn ra ngoài, tưởng rằng hàng xóm đang bắt nạt ông nó, liền lập tức chạy xuống lầu đẩy ngã người hàng xóm, hai tay không ngừng đánh mạnh xuống, người ông kịp thời ngăn cản nó lại. Caesar ôm lấy ông ấy, tủi thân giống một đứa trẻ. Lúc này, cảnh sát đi tới đưa Caesar đi tới trung tâm động vật linh trưởng. Win an ủi nó nhất định sẽ quay lại dẫn nó về nhà. Caesar lúc này bất lực chỉ có thể đập tay gõ cửa kính. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, Win vừa đi, nhân viên quản lý đã lừa nó, rồi nhốt nó vào lồng sắt, không ngừng thách thức nó. Không chỉ có vậy, anh ta còn lấy cả súng bắn nước lực mạnh, rồi xịt vào người nó, cho nó ăn đồ ăn đến cả lợn cũng không thèm ăn. Nó bị bắt nạt chỉ có thể nằm trên sàn nhà lạnh giá ôm lấy cơ thể. Nó nhặt một hòn đá lên, vẽ một cái cửa sổ trên tường,
Nó đang nhớ nhà, nó muốn rời khỏi cái lồng sắt này. Lúc này trong phòng thí nghiệm của công ty, một nhóm nhân viên thí nghiệm đang tiêm thuốc biến đổi gen 113 cho một con tinh tinh tên là Gia Câu. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, khi đang chuẩn bị tiêm thuốc vào người nó, Gia Câu đột nhiên phản kháng. Ống thuốc đang chuẩn bị tiêm cũng bị làm hỏng. Nhưng Franklin vẫn chậm một bước, chất khí đó đã chui vào cơ thể anh ta. Gia Câu bị tiêm thuốc biến đổi gen số 113, đang viết tên của mình lên trên bảng. Tất cả nhân viên đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ lập tức tiến hành kiểm tra cho nó. Chỉ thấy đôi mắt của Gia Câu cũng biến thành màu xanh, mà Franklin vừa mới hít phải khí 113. Không ngừng ho mãi, hơn nữa còn ho ra cả máu. Trong khu vực quản lý tinh tinh, Seja sau khi bị nhốt lại, lần đầu tiên được thả ra chơi cùng với những con tinh tinh trong này. Nó giơ tay ra muốn kết bạn với con tinh tinh đầu đàn Rocket. Nhưng Rocket không chỉ không quan tâm đến nó, mà còn xé rách quần áo của nó khiêu khích. Ở trước mặt tất cả các con tinh tinh khác đánh nó một trận, để thể hiện địa vị thống lĩnh của nó. Lúc này nhân viên quản lý đi tới, dùng thuốc mê đánh ngất Rocket và Seja. Win đi tới khu trung tâm động vật linh trưởng. Seja tưởng Win sẽ đưa nó ra ngoài, vui vẻ như một đứa trẻ. Nhưng Win lại nói tạm thời chưa thể đưa nó ra khỏi đây. Seja nghĩ rằng mình bị vứt bỏ. Nó dùng lực xoa sạch khung cửa sổ mà nó vẽ ở trên tường đi. Lúc này, nó phải dựa vào sức mạnh của mình để rời khỏi đây. Cũng vào lúc này, nhân viên quản lý đưa bạn gái đến tham quan nơi đây. Anh ta thể hiện trực tiếp dùng gậy điện ấn vào lồng sắt giam giữ Rocket. Tất cả tinh tinh đều sợ hãi mà gào thét. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Seja thu hút sự chú ý của một người đàn ông đi cùng bọn họ, dùng lực kéo lấy áo của anh ta. Nhân viên quản lý chạy tới ngăn cản. Seja liền lập tức thả người đàn ông kia ra. Hóa ra, nó làm vậy là để ăn trộm con dao nhỏ trên người hắn ta, để dùng làm chìa khóa để mở cái lồng. Nó đã thành công vượt ngục. Nó đến chuồng của một con tinh tinh khác tên Alpha. Bởi vì con tinh tinh này quá mạnh, nhân viên quản lý luôn phải nhốt nó vào bên trong một cái lồng sắt. Seja mở cửa thả nó ra ngoài. Alpha sau khi được tự do liền nhận Seja làm thủ lĩnh. Seja đi tới chỗ con tinh tinh Rocket, cũng thả cho nó ra ngoài. Rocket thấy Alpha nghe theo mệnh lệnh của Seja, biết rằng mình không địch lại nổi họ, thế là làm ra tư thế khuất phục. Như vậy Seja đã trở thành con đầu đàn mới ở đây. Hôm đó Win đi tới khu quản lý tinh tinh. Anh hối lộ lãnh đạo cấp cao ở đây chuẩn bị đưa Seja rời đi. Nhưng Seja nhìn thấy cái xích trong tay của Win, lập tức đóng lại cửa sắt. Nhìn thấy đồng loại vẫn đang bị nhốt trong lồng sắt, nó biết nó vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Tất cả con tinh tinh đều hưng phấn đập lồng sắt. Seja cầm một cành cây, nói với bầy tinh tinh chỉ có đoàn kết lại với nhau mới có thể chống lại mọi thứ. Mà con tinh tinh Cornelia ở bên cạnh nói với Seja, tinh tinh rất ngu dốt, rất khó đoàn kết lại. Ban đêm, Seja lén trốn khỏi khu bảo tồn động vật trở về nhà của Win. Nó lấy trộm mấy ống thuốc biến đổi gen mà anh ấy cất ở nhà. Seja trở lại lồng sắt đập vỡ ống thuốc, để tất cả tinh tinh ở đây đều có thể hít loại thuốc này. Lúc này con ngươi của tất cả tinh tinh đều chuyển sang màu xanh. Mà Seja trải qua 2 lần tiếp xúc với thuốc thử, càng trở nên thông minh hơn. Nhân viên quản lý phát hiện ra có điều bất thường, cầm theo gậy điện đi tới chỗ Seja muốn tấn công nó, nhưng lại bị Seja cúi đầu tránh được. Seja trực tiếp nắm lấy tay của hắn ta. Chỉ nghe thấy nó hét lên một tiếng. Không. Nhân viên quản lý vô cùng kinh ngạc. Seja đánh ngất hắn ta rồi nhốt vào lồng sắt. Sau đó lập tức thả hết tất cả tinh tinh trong lồng ra. Một nhân viên khác đi tới kiểm tra liền bắt gặp cảnh tượng này. Nhưng muốn chạy cũng không kịp nữa, trực tiếp bị chúng kéo xuống đánh cho một trận. Nhưng Seja không hề muốn làm hại con người, cũng nhốt anh ta vào lồng sắt. Lúc này, Dot bị đánh ngất khi nãy cũng tỉnh lại. Anh ta nhặt cây gậy dưới đất lên. Trong lúc Dot khởi động dùi cui điện, Seja lại mở công tắc súng phun nước. Nhân viên quản lý vì thế mà bị điện giật chết. Seja thả tất cả các con tinh tinh thoát ra khỏi lồng sắt. Lúc này Win đi tới khu quản lý tinh tinh, chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Nhìn thấy những ống thuốc trên đất, đột nhiên cảm thấy có chuyện chẳng lành. Người đàn ông bị nhốt trong lồng nói với anh ấy, tinh tinh của cậu biết nói tiếng người. Sau khi xem lại băng hình mà camera ghi lại, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Cảnh sát cũng lập tức xuất phát, muốn bắt lại đám tinh tinh đã sổng chuồng. Một đoàn quân tinh tinh xông vào tầng lầu, phá hủy tất cả mọi thứ, đập vỡ tất cả máy móc, muốn cứu tất cả số tinh tinh đang bị thí nghiệm ở phòng nghiên cứu. Sau đó chúng xuyên qua cửa kính cửa tòa nhà, đi tới đâu cũng phá hủy tất cả mọi thứ. Chúng đi tới vườn bách thú, cứu tất cả đồng loại bị nhốt ở đây ra, phá hỏng cái khung bảo vệ để làm vũ khí. Lúc này, một con tinh tinh yếu ớt bị lạc đàn liền bị cảnh sát bắt lại. Đột nhiên một cây gậy sắt đâm qua đỉnh xe. Một con tinh tinh mở cửa xe ra, cứu con tinh tinh còn bị nhốt ra ngoài. Cảnh sát ngồi trong xe thấy không đấu lại nó liền lái xe rời đi. Chúng xuyên qua tòa nhà cao tầng, tất cả mọi người trên đường đều vô cùng khiếp sợ. Lúc này xe cảnh sát cũng đuổi tới. Cornelia ném cái nắp cống vào một chiếc xe cảnh sát. Alpha cũng lập tức tấn công một xe cảnh sát khác. Bọn chúng đều cùng xông về một hướng, băng qua cây cầu. Bọn chúng muốn đi tới rừng cây tùng bách. Cảnh sát lúc này cũng đã có mặt ở trên cầu, thiết lập một trận địa tấn công dày đặc. Seja vô cùng cảnh giác, dựa vào làn sương mù Seja quyết định chia làm 3 hướng, ra lệnh cho một nhóm đi lên phía trên cầu, một nhóm khác đi dưới cầu, còn nó dẫn đầu nhóm còn lại trực tiếp xông thẳng. Lúc này một chiếc máy bay trực thăng chậm chậm bay tới, bắn chết một con tinh tinh nhỏ. Việc này hoàn toàn khiến đám tinh tinh tức giận,
Trên cầu, đội quân do Alpha dẫn đầu gồm 4 con tinh tinh lớn, lật đổ một cái xe buýt để làm lá chắn. Chúng đẩy chiếc xe về phía nhóm cảnh sát đang bắn súng ở phía trước. Caesar cưỡi một con ngựa phát ra mệnh lệnh. Lúc này, dưới cầu trên cầu, tất cả đám tinh tinh đều xông ra, phá nát toàn bộ xe cảnh sát, nhanh chóng khống chế toàn bộ cảnh sát. Lúc này trực thăng cũng bay tới, cầm súng bắn vào lũ tinh tinh ở trên cầu. Ông chủ công ty cũng đang ngồi ở trên trực thăng, ra lệnh nhân viên bắn vào Caesar. Lúc này, người ngồi ở ghế lái phụ cũng giương súng bắn vào Caesar. Alpha nhìn thấy Caesar gặp nguy hiểm, trực tiếp đẩy mạnh Caesar, lấy hết sức nhảy lên chiếc máy bay. Alpha hy sinh anh dũng. Caesar nhìn chằm chằm vào Jacobs, quyết định không mềm lòng tha cho ông ta nữa. Một cái gật đầu, đồng ý để cho Buck kết liễu ông ta cùng chiếc máy bay để họ cùng rơi xuống biển. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Caesar dẫn theo bầy đàn đi tới rừng cây tùng bách. Win lúc này cũng đã đuổi tới nơi. Anh muốn đưa nó trở về nhà. Caesar ôm lấy Win, nói thầm vào tai của anh ấy, đây mới là nhà của con. Thấy Caesar nói tiếng người, Win vô cùng kinh ngạc, nhưng anh cũng hiểu ra chỗ này mới là nơi thực sự thuộc về con trai. Lúc này, đám tinh tinh cũng chia tay ra, chào đón Caesar trở về đàn. Chúng trèo lên cây lớn, nhìn thành phố ở phía đối diện. Bộ phim đến đây là kết thúc, mà Franklin sau khi hít phải khí 113, loại thuốc này không ảnh hưởng tới loài tinh tinh, nhưng đối với con người lại là một căn bệnh truyền nhiễm vô cùng nguy hiểm. Franklin lây bệnh cho một cơ trưởng, sau đó không qua khỏi. Cơ trưởng lại mang mầm bệnh đi khắp thế giới, mà đây cũng là cái kết mở cho phần sau của bộ phim Sự khởi đầu của hành tinh khỉ. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Nếu các bạn thấy hay nhớ like, subscribe kênh và để lại comment phía bên dưới để ủng hộ bọn mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo. Bye bye!